cây này kỷ niệm ha. Em trồng cũng nhiều năm rồi. Rất là to. Rất là dày. Thân rất là dày. Đây là một cái cánh chim lớn của Liên. Để em chụp hình em cái ngồi đâu ta? Tôi hay gọi là đu người cá. Ừ. Ngồi được. Được không? Thấy không em ngon sao? Này người cá ơi, tôi yêu người mãi mãi hả? Nó có cái đuôi ở phía sau nè, mọi người không nhắm được cái đuôi cá. Dù ngàn cách xa nhau, thân rất là dày. Nhớ hồi xưa coi phim người cá. Hai cái này có rễ đa nữa nha anh. Rất là đẹp. Giờ quay ngắm trước đi, lát quay ra. Đây là lượng nè. Là một cây một á. Đây nè, bể của nó nè. Thấy không? Màu vàng chanh đỏ hồng nha, vàng hồng, diện hồng, đẹp lắm. À, Liên muốn kỷ niệm sẵn có ai đó ngắm cho Liên nha. Thôi được rồi. Đẹp quá. Cái này một rễ đa nè, chưa? Thương chưa? Bây giờ cây này mà đúng nghĩa của nó là nó sẽ bằng người anh. Gì? Đúng. Nếu mà rồi. Chồng thiệt sự hồi đó giờ mình mà muốn cho nó lớn, tôi nghĩ nó cao hơn tôi. Ừ, nó là người cá thật sự luôn, đủ lắm. Nhưng mà chỗ đâu mà ngắm, thí dụ giống như nhà mà lớn, nhà đúng cao rồi. Cửa rộng á thì mới rộng đem xuống mới làm được. Làm xong mình ngắm rồi. Nhà không có chỗ mình đâu làm được. Khoan giờ điên bộ rễ mình quay ha. Rễ này, cây này rất là đặc biệt ha. Ừ, mình kêu rễ đa. Và cái thân này á mình không biết nói gì luôn, cái tay mình dày lắm luôn. Cái ngón tay mình nó bự rất là dày. Thấy cái mắt của kinh khủng, kinh khủng. Cây này mình nuôi lâu năm rồi, mình lâu rồi. Nó dày lắm mọi người. Mà cây này nó không có một... mà thân nó giống dày, giống như khúc củi luôn rồi. Anh, cái này là dạ. Một bảng không có tách ra luôn. Nó lượng sống. Thì một bảng mới nói chứ nếu mà tách nó làm gì. Một bảng một rồi. Rồi, mới gọi đuôi người cá chứ. Quay quay. Quay đâu? Xoay tiếp đi cho con nguyên cái. Trời mà. Trời, tự nhiên giờ quay. Tiếp. Bữa giờ không ngắm nó sao ngắm giờ thấy sắp sửa nó chạy. Cái này á mình quay là mình quay vậy thôi mọi người, nếu thật sự mà muốn đẹp á là mấy lá khô này nè, mình phải lấy ra hết nè. Vài bữa nữa. Thấy không? Đẹp lắm luôn. Tới nó lượm một con thịt. Em nghiêng vậy là mọi người sẽ thấy nè, thấy không? Đó, cái đuôi cá nè, thấy không? Đuôi bự không? Lượm từ đây qua đây một khoảng một. Nói chung là tự nhiên theo mình đẹp là mình định nghĩa theo mình ha. Có nghĩa là nó thí dụ mình tới một cái cỡ cái size cái cỡ nào đó mình muốn thì mình giữ lại mình trồng vậy hoài. Nó không có lớn được đâu. Nhưng mà thật sự nó lớn cũng đẹp không? Nhìn nó là có 102. Mình đâu có nhà cao cửa rộng đâu mà làm chuyện đó. Có 102 luôn á. Ừ. Thành ra nếu mà cái này mà vô nhà cao cửa rộng ha thì cái cây này rất là đẹp. Thiệt sự luôn á. Lấy một cái chậu mà theo mình nói á là giống như cái lu bên Việt Nam hồi xưa mà lu gạo á mọi người. Trồng cái cây này vô thì thôi luôn. Cực phẩm. Nó sẽ màu biển hồng. Rồi. Đó ok ha. Bà tiên chọc ghẹo nè. Không, tự nhiên em chồng. Rồi. Đó, tự tay em chồng khác ăn. Lâu năm lắm rồi. Ừ. Giờ là 3 phút rồi, vậy khoan. Để anh quay thêm gì nữa, những gì đặc biệt rồi. Kỷ niệm vô. Ok. 5 phút đó mấy cây bự bự lại đó. Ờ mấy cây chay anh nghe. Nói thiệt nha. Tự nhiên khó chịu. Bạn cầm lâu rồi. Không biết cảm giác sao. Ừ. Nhưng mà mọi người thấy á, bây giờ mình nói vậy ha, trên cái vàng của mình. Ừ. Cái cây này á nhìn bình thường thì nói là không xuất sắc nhưng mà trên cái vàng thiếu nó đó là thấy nó rất là bình thường luôn, nó không có điểm nhấn. Tại vì trong cái vườn thì nó phải có đủ loại màu, màu này màu kia màu nọ thì nó mới lên, nên mình gọi là phối màu, giống như họa sĩ vẽ màu vậy mọi người. Anh diễn tả hồi em đổi ý giờ. Thì mình nói mà thiệt sự mà. Không phải chống chảy quá không. Ừ. Thiệt sự mấy cái sen đá không có cây nào là xấu, không có cây nào là đẹp lắm đâu. Nhưng mà nếu mà biết cách phối hợp với nhau á, thì nó sẽ ra một cái vườn đặc biệt. Ừ. Nói vườn mình giờ có gì đặc biệt. Còn cái túi bà đặc biệt à. Tự nhiên để xuống đất nó đẹp lên. Cái này mình quay này mình cảm giác được giống như là trong mình coi phim Liêu Trai Chí Dị mọi người. Đẹp ha. Ừ.
tự nhiên cái xong rồi trong một cái bụi nào đó có một cái cô nào đó đẹp quá ra, lại ôm cái biến thành ma nữ Là sao? là cắn hút máu liền môi tim. Nói chung nha, nhìn thấy đẹp không? Đẹp nhưng mà thiếu người chăm sóc. Ừ. Anh hả? Có thiếu cái nhà mà đẹp để bỏ vô nó mới đẹp, Trời, mới cây xứng với này nó nó. bự lắm á. Nè, coi nè. Thiệt sự luôn á, mấy cái cây của mình nó thiệt sự là để đây á là mình ngắm thôi chứ không có xứng đâu. Không có xứng. Ừ. Nhưng mà có mấy nhà cái cửa rộng nó đẹp. Nè, coi nè. Giống như người ta nói Đây. là con chim quý phải ở lồ son không? Còn con chim quý ở lồng tre là thôi xong. Ừ. Này xong mà xong rồi. Trời ơi, cái này nó lượng bự quá nè. Cần anh ơi, nó cần. Đây, mọi người thấy làm sao? Em mắc cười nha, em chia sẻ này vui lắm nè. Thấy không? Ừ. Em bận nó đại đó thôi mà rễ nó nè, cứng ngắc à. Thì nói chung có Thấy tay chồng á, quan đại cũng sống. không? Chứ bà Thương hay ho gì, nha. chẳng qua ông trời thương thì cho bà Cho đụng tới gì? cây nào cây đó sống thôi. Mọi người thấy cái cây này làm sao? Có mấy chị kia vô nói em ơi Ừ. nhận Cây này khủng bố ha, rất là cao, rất là lớn ha. không em. Mọi người thấy đẹp không? Anh đừng chỉ Những đẹp cái quá. điểm gì cần có nó có ha. Cây này mình để đây cũng lâu lắm rồi. Bữa nay thì nó lên màu, nói chung là được 80% rồi đó, chuẩn bị 100% rồi. Nếu có anh chị nào muốn rước nó về, gọi cho bà xã mình nghe. Gì? Cây này 1.500. Còn cây này ở trên này bà xã mình đang rờ rờ nè là 10.000. Nghe Việt Nam. Ồ, 10.000 Việt Nam hả? Ok, vậy là chỉ có bên Việt Nam mới mua được thôi ha, còn bên này không ai mua được đâu. Lá bự lắm hả? Nhìn cái lá trên cái bông là biết rồi. Ây da, đẹp. Chuẩn bị đỏ hết nha. Rồi đây là cái cây này. Đây là thực phẩm của mình. À này, cái này không ổn đâu. Hướng lên kia kìa. Cây này là thực phẩm của mình ha. Cây này một bản lượng không tì vết. Rồi. Nếu mà bung ra thì nó rất là lớn, nó phải gấp 3 lần nó. Tại vì nó lượng quá. Mình có hai cây bản lượng ha. Ơi, màn nhện gà quơ giùm cái coi. Rồi. Đó. Như bên này nè, dưới cây dưới nè. Đây hả? Đây hả? Ừ. Trời ơi, bữa giờ mình đâu có. Coi chừng nhện nhóc. Mọi người thí dụ mà phát hiện nhện á là phải lên ấp liền ha, để không nó làm tổ trong đó rồi xong rồi cây mình hư á. Nó cũng phá lắm. Nhưng mà ốc nó phá lẹ hơn ốc nó ăn. Ốc nó ăn sạch Ừ. cây. Rồi những cây này cũng vậy, thí dụ giống như là mình trồng mà thấy cái size nào nó đẹp rồi thì mình không có ấy, mình chỉ làm đẹp nó thôi. Giống như hoa hậu đã vô một Ừ. cái dáng. Giống như hoa hậu vậy đó. Bây giờ mình đem về là mình đem hoa hậu về, sau 2 năm thành má hoa hậu là không được ha. Thành ra thí dụ như mình đem về cây này đi, nó đẹp rồi, nó là hoa hậu rồi thì mình phải dùng mọi cách sự hiểu biết của mình để mình giữ nó. Ừ. Tìm hiểu hay là không thôi. Sao tự nhiên nhổ đó lên trời? Hả? Cái kêu. Cây già ở trên này cũng một cây giống vậy, nguyên một bản lượng không tì Có hoa bên này nè. vết. Thấy không? Đó. Hai cây này nếu mà có ai thích thì gọi cho bà xã mình ha. Cái gì? Mỗi cây như vậy là 3.500.
thiếu 1 cent mình cũng không bán. Để đây ngắm chừng chục năm rồi xong rồi tính sao. Ok, nói chơi mọi người. À, ở đây có những cây bự lắm nè, qua quay giùm, qua xây giùm, không xây không thấy được, tại vì nó gần sát sát nhau quá. Nếu mà nói về cây khủng độ khủng này, hiện giờ ở Đức Mỹ này cũng giống như là ở San Jose ha, mình nghĩ chắc mấy người chơi thì chắc là không có được gì đâu, chỉ có mấy người seller, mà mình nghĩ seller là chắc là chỉ có 1-2 người có được cái bộ collection giống vậy thôi. Có thể ở ngoài giống như người seller người ta có nhiều cây bán nhưng mà không có hoàn hảo, hoàn chỉnh và không tì vết giống vậy đâu mọi người. Những cây này là mình chọn lọc rất là kỹ thì nó mới nằm lên cái vàng này collection ha. Như cái máy thổi anh thổi. Như cái này là trong vòng mấy phút xong. Cây này rất là lớn ha. Cây này nếu mà mình bán cũng phải là 2.000 đồng. Mệt anh quá. Thôi ra. Va ha, nãy giờ mình đang quay hàng va không nha, mình không có quay hàng thường nha. Hello. Ừ. Đây mình cho mọi người ngắm kỹ lại, mình mọi người mới thấy một cái bản nguyên và một cái bản lượng nó khác biệt như thế nào á, không nói mình bốc phét nữa. Cái gì? Nó cây nè, cái dáng của nó. Quay đi, lượng quá mệt. Trời ơi, tự do ngôn luận mẹ. Có mất tiền đâu, tại sao không nói? Chí lên hàng cả đống kìa, không quay cho mọi người coi một thùng. Rồi à, cũng có người sẽ nghe mình nói ngứa ngứa cái lỗ tai. Giống như bà xã mình vậy. Ngứa nãy giờ. Hàng không mà bán. Rồi đây nè mọi người, ở đây có một tiên nữ hay là ma nữ đang núp trong lùm cây xuất hiện ra. Đây là một cái bình bông mình chuẩn bị dưa cho Chanel nè. Khoan để tôi quay sóng này. Này vô giữa anh. Thôi thì cho anh tạm bên đi. Cũng là nguyên bản. Này đẹp quá. Đây cây này mình tự design nha, chứ không phải là mình muốn gì. Nói chung á là mình là do một thời gian dài mình collect á, từng chút những cái cây này nó mới vô được đây. Ừ. Được không, ngắm ở đâu, nó nằm ở đâu được chưa? Thành ra mình cứ nói theo cái mình nghĩ thôi ha. À, được chưa? Ừ. Mình đang thiếu một mớ đá để chêm mấy cây mọi người. Ai thích thì cứ ném đá cho mình để mình lụm lại, mình chêm vô mấy cây nè. Không, mình nói thiệt đây nè, đá nè, không mình rất là cần mấy cục đá này nè, đi mua rinh rất là nặng luôn. Ủa đẹp không anh? Ừ. Chỗ này đúng chưa, vô giữa chưa, em không nhìn đây được. Mọi người có cho mình đá thì cho đá bự bự một chút, đừng có cho đá nhỏ. Cái này xuống đi, cái này của anh xuống cái hàng dưới đi. Thấy chưa, đó chê. Chê ha. Đồ của anh xấu quá, để quằn bên phải không? Trời ơi, cái bên này quá đẹp. Trời ơi. Tôi nói tùm lum không sao chứ bà tự khen đồ bà là không được á. Gì? Sao? Cây đẹp hay bình đẹp? Bây giờ ngắm kỹ coi. Cây à, đẹp, bình đẹp hay là người đẹp? Giờ em không nói ai hết, giờ em nói em trồng cây đẹp. Em bà tào lao mà mới nói cái bình đẹp. Xa quá, để. À, buổi sáng á, mọi người đấy là mình có việc, mình có 10 thùng hàng, sau lưng nó lá dính quay cho mọi người coi liên có hàng. Đó. Lo tám không anh? Bữa giờ là hai cái cây này nó nằm á, nó dưới nè, không có lôi lên trên ha. Bây giờ là đem lên trên mới thấy được cái độ dáng á, dáng cây đó đẹp. Số lượng một phát. Trời ơi là trời, hôm bữa giờ. Mọi
giống như là lọ lem vậy. Trời nè, để qua đây hả, còn quá trời đồ để trưng. Rồi để đi không? Cái bình này để trưng cho nè. Hay được chưa, okay. Hay là lên cây nhỏ nhỏ lên hả? Hả? Lên cây nhỏ nhỏ thì tụi nó bự quá rồi, không có cây nào lớn nữa. Đúng rồi, lên cây nhỏ dưới cây lớn á, để mình à, đừng có chiếm diện tích. Được chưa? Ngay chưa? Ờ, à, thôi, lấy cái bình này nè, bình trắng nè, để qua ngay giữa cái lỗ đi. Ờ. À. Vậy hả? Ờ đó, đúng rồi đó. Công này chỗ trống quá ta. Ừ. Anh cho được chưa không, anh vừa con. Thôi được rồi, được rồi. Giờ qua ngay bên công chút nữa. Để giữ ờ được rồi. Được rồi ha. Ừ, đừng có sát quá nó. Mấy con mấy nhện nó làm việc á. Mấy cục cưng của mình. Cái này qua đây nha, giờ bữa em trồng cái cây đặc biệt. Ok. Đây. Ủa mình còn bình nào đẹp lắm. Cái bình này nếu mà trồng mấy cây đặc biệt phải cho nó vô giữa. Từ từ chờ Liên sẽ đi ra cái này. Trời ơi, cái cây cái bự vậy hả? Nó nằm ở dưới không ai thấy bự. Cây đó còn bự hơn cây trên kia nữa. Thân nó còn dày hơn nữa. Cây này. Dáng này đẹp em ơi, cái đó bự không thành vấn đề. Này á, là cái cây này và cái cô này là giống như là hút hồn mình á mọi người. Không biết là tiên nữ hay ma nữ. Anh chỉnh giùm em coi. Tại anh đứng cái phô. Mà chơi sen đá đó, khi mà mình có một cái cây mà đẹp á. Mê á. Anh chỉnh lắm. Em chưa? Trời ơi, đẹp quá. Chỉnh là được chưa, vừa chưa? Ừ. Trời nha, Liên có nhiều đồ đẹp không? Cây của anh là đi chỗ khác. Xấu rồi. Còn như cây trên này nè, ở trong cái bình này nè. Cái cây trên này nè, nếu mà anh chị nào thích ha, rồi 8 đồng thiếu 1 sen cũng không được. Đây em này. Ủa anh đâu có bán được cái xịt của anh đâu, anh nhẩm quá. Rồi. Rồi ở dưới này ha. Cây này. Gì ạ? 2.5 đồng. Cái gì 2.5 đồng? Cây này 3 đồng. Cái gì vậy? Cái gì 2.5 đồng? Ừ. Anh nói thì muốn gì? Đây, rất là đẹp ha. Mình còn nhiều lắm, không thể nào là mình xử lý hết. Trời, mình chỉ cho mọi người ngắm sơ sơ. Cũng nhiều. Ừ. Đặc biệt của em. Những cái cây này là không tì vết. Anh ơi, cây này bự quá, lên trên lại nha. Nhưng mà nói vậy thôi mọi người, nhiều khi không biết đâu. Ngày hôm sau ngủ dậy sáng ra gặm ốc nó lên, nó bò, nó cắn, nó... Nó phá ghê lắm. Thành ra cũng cẩn thận. Thí dụ mọi người làm cậy giống như mình vậy nè. Ở dưới chân những cái nào mà đụng đất á, mọi người rải chút thiếu thuốc mà để trị kiến trị ốc vậy. Nhện á, xung quanh, xịt xịt xung quanh. Cứ khoảng lâu lâu làm lần, mình không có làm được, thành ra nó tùm lum vậy nè. Chứ hồi đó mình ít á, mình không có nhiều á, không có bận rộn là mình sẽ làm thì nó không có bị cái này. Đây là một bản quạt mở nhưng mà rất xinh, có hai cây hai bên. Mọi người thấy không, một khi mà nó lên va, cái màu va, thí dụ giống như đây nè, nhìn vậy không thấy đẹp ha, nhìn đây không thấy đẹp ha. Nhưng mà một khi nó xuất hiện lên va thì mọi người sẽ thấy nó đẹp như thế nào. Thì mọi người tự cảm nhận thôi, mình chỉ quay lại không biết là có thấy được rõ giống như là mình thấy ở đây không. Anh. Ừ. Thành ra cái những cái hàng va mà bự á, mà đẹp á, để đây thì nó sẽ khác những cây thường. Giống như giờ mình nói vậy đơn giản cho mấy người, thí dụ giống như là nuôi thú vật đi, giống như một con chó vậy không, thì chó cũng là chó không, nhưng mà thí dụ giống chó mà gì có tên tuổi giấy khai sinh cha mẹ đẻ gì, thí dụ nhập ở Anh, ở Mỹ, ở nước Đức gì đó thì giá nó cao ngất ngưỡng trên trời. Còn cũng con chó mà thí dụ như nó đẻ bên Việt Nam thì giá nó vô chừng mọi người. Đẹp không? Ừ. Trời, nó lượng. Trời ơi, lượng đỏ. Nó không có giống như là những con chó nhập về ha. Anh, con rồng đỏ. Nói chung chó mèo gì cũng vậy hết á. Con rồng đỏ của em nè, đẹp chưa? Ừ. Trời ơi, con rồng đỏ nè, lượng nè. Một bảng luôn nè ha. Rồi. Ồ, oh, no, xuống đây nó có một bảng. Nè. Chút xíu nữa là em cạp rồi.
Mà bây giờ thấy ông ngốc không, bây giờ mình nói thử thí dụ đi, bây giờ một cái cây đẹp giống như cây hoa hậu đẹp không, mà về thí dụ giống như là nhà anh nào đó ảnh không có chăm sóc đặc biệt ha, hay là anh không biết cách cách chăm sóc đặc biệt ha, thì cô đó bắt đầu hai người thương yêu nhau thí dụ vậy không, thì sẽ có con đó, đẻ con đẻ gái không, thì lúc đó cô gái hoa hậu sẽ trở thành má hoa hậu đúng không, thì cái cây này cũng vậy. Thí dụ giống như là bây giờ mình chọn được cái dáng đẹp, cái cây đẹp, mình giữ cho đẹp. Nhưng mà thí dụ giờ đem về chỗ khác mà người ta không biết quản lý, hay là người ta không biết cái kỹ thuật hay là cái cách chăm sóc cho nó đẹp, thì nó cũng giống như là nãy mình nói vậy, nó cũng sẽ thành má của hoa hậu. Nó đẻ sinh sôi nảy nở tùm lum hay gì, nó nọc mọc gì sao nó mọc, muốn làm gì làm. Đại khái là vậy. Mà thí dụ giống như cái cây cây bonsai, mình nói về cái cây đi. Thí dụ giống như cây bonsai này mọi người, thì mình trồng nó ra tùm lum này kia không sao, tại sao mình có thể dùng kéo dao mình cắt, mình trim nó lại, mình tỉa nó lại cho nó vô cái dáng, đúng không? Thí dụ giống như giờ nó ok, cái lá này nó cao quá, cái này cao quá, mình cắt xuống đây, mình cứ lấy cái kéo mình cứ bập thôi. Nhưng cây sen đá mình không làm vậy được ha mọi người ha. Cây sen đá giờ thí dụ giờ mình nói giờ cái nhánh này nó ra một cái thân này mình không thích hay là gì đó không, mình để nó sinh sôi nảy nở theo cái tự nhiên á, rồi mình lấy dao kéo mình cắt là không được ha. Mình thí dụ giống như cây này ha, là bây giờ vậy nhìn tổng thể đều đẹp hết, nhưng mà nói về độ mà hoàn chỉnh 100% giống như mình nói là không tì vết thì không không được ha. Cây này rất là đẹp mà mình cũng đã xử lý ngay đây một chút rồi mọi người, mọi người thấy nó lành luôn không, cái này là vết xử lý nè đúng không. Thí dụ lúc mà ship đi về tới bên đây hay là tới mình, tới nhà mình, nó bị vấn đề gãy hay là bị hư bị gì đó, nói chung là mình phải xử lý, mình làm cho nó đàng hoàng ha, thì mình làm đúng không. Nhưng mà cái vết thẹo này nó liền nó lành nhưng mà nó vẫn không có giống như là giống vậy được đó, thành ra nó sẽ là không có hoàn hảo ha. Thì nếu mà mình trồng một cái cây mà mình muốn hoàn hảo mà mình để nó mọc tùm lum xong mình lấy dao kéo hay gì mình cứ cắt cắt đúng đi như vậy thì nó đâu có đẹp đâu, theo cái suy nghĩ của mình thôi ha. Rồi giống như đây nè mọi người, mình sẵn mình chiếu luôn, thí dụ cái cây này nó rất là ok nhưng là nó có vài nhánh hư nè, thấy không. Mà tại sao mình không làm gì hết, tại mình chưa có vợ mọi người. Nhưng mà thí dụ nè, bây giờ mình cái nhánh này nè mình lấy xuống ha, đó nó khô luôn rồi nè, thấy không, mình lấy nó xuống là mình á, coi như nhánh này đây là coi như là không xong rồi nè. Nhưng mà cái này nè, khúc này nó khô nè, mình trim theo cái này ha, mình giữ lại là cây này không bị gì hết mọi người. Thậm chí bên này luôn nó cũng tự liền lại luôn nè, mình không thèm làm gì luôn nó cũng liền lại, chỉ cần cắt bỏ nhánh thôi là cây này cũng không sao hết. Rồi đây nè mọi người, thí dụ giống như hàng về vậy ha, thì mọi người mua, nếu mà mua giống như vậy nè, giá sẽ gọi là hữu nghị, rất là hữu nghị luôn. Ừ. Nhưng mà một khi mà cái hàng mà mình trồng lên đó, mà lâu rồi mà nó đẹp rồi á thì giá nó sẽ khác ha. Ừ. Rồi đây nè, những cây lớn này mình cũng có về ha mọi người ha. Rất là lớn. Mọi người nhìn cái thùng là thấy ha. Nó cũng không thua gì trên cái vàng collection của mình. Đây. Cũng rất là bự ha. Thì nếu mà mọi người thấy không, một cái cây mà đem về vậy nè, nhìn cái màu nó thấy không, đâu có ra màu gì đó, nó rất là ấy, giống như nó bị không có chất dinh dưỡng á, nó rất là nhìn rất là xấu xí, thì phải tốn một con thời gian để chăm sóc vài tháng ít nhất thì nó mới đẹp được. Nói chung là mọi người thấy không, thí dụ mình nói nè, một cái cây giống như vậy đi đó, về tới đây nó nằm vậy mọi người thấy không, lá này kia hư luôn, lúc mà mình trồng để mình làm
để loại hết những cái lá hư này và ra những lá mới đẹp đó, cũng phải mất thời gian ha. Nè mọi người, ở đây cũng vậy nè, thí dụ những cái cây này mới về nè. Mọi người nhìn thấy lá của nó không? Đó. Nhìn giống như cây muốn chết vậy mọi người. Nhưng mà vô tay mình nằm đây thì nó không có chết được đâu. Chỉ là cái thời gian hồi phục dài hay ngắn. Mà về nhà của mọi người trồng cũng vậy nữa. Thí dụ giống như là ai có kinh nghiệm rồi trồng cũng không có thể nào mà nó ra đi được ha. Nó phải ở lại thôi. Mấy cây này á, thực sự lúc mà ship về thì người ta bỏ hết rễ. Thì nếu mà ví dụ giống như lọt vô nhà vườn mà giống như mình đi, thí dụ vậy mình dưỡng nó ra rễ rồi thì cái bộ rễ đó lúc mà có rồi á, thí dụ mà bán á, ship đi đi thì mọi người cũng trồng nó rất hồi phục rất là lẹ luôn. Thấy không, kiếm một cái cây mà đẹp để mà ngắm để quay phim cho mọi người coi không có dễ, phải mất thời gian rất là lâu. Giống như cây này nè, lá nó super ý rất là nhỏ luôn, để mình để cái tay mọi người thấy cái nó nhỏ cái nào trong thời gian bây giờ đang dưỡng nè. Cái này gọi là thi cấp, mà những cái thi cấp mà có bản giống vậy không có được nhiều đâu. Đó mọi người thấy không? Thí dụ hàng về có những cây nó vẫn rất là đẹp, rất là tỉnh, rất là tươi. À đó. Rất là mê ly. Mà cái vấn đề nằm đây không phải là giờ nó đẹp nè, mà cái người mà thí dụ ai mua đem về làm sao để giữ cho nó còn đẹp giống vậy, nó đừng có bị giống như là rụng hết lá mất sức rồi xong rồi trồng giống như chỗ lũi rồi phải dưỡng lại rất mất rất là thời gian lâu ha. Cái này nếu mà mình trồng á thì bảo đảm luôn trong vòng một tháng thôi cực kỳ xinh. Mấy cái lá này nó chỉ rụng bớt vài lá thôi, nó không thể nào mà rụng nguyên một cái cây hay là hư được. Mấy cây này rất là tốt. Sang đá ha, nãy giờ anh chính đi vòng cái vườn Quân Liên ha, Liên cũng đang làm việc rồi, cảm ơn rất là nhiều đã ngắm cái vườn sen Quân Liên với lại anh chính không biết nói máy bay hôm nay tháng 5 ngày mấy năm ta ha, ngày 7 tháng 5 ngày 7 2024 thì Liên lúc nào cũng có bán sen đá, số điện thoại của Liên là 408 834 5979 ha, cứ nào Liên quay sẽ báo giá. Rồi chúc mọi người có một ngày ngắm sen vui khỏe, tâm đầy hạnh phúc. Bye bye. Cùng gia đình ha. Bye bye em ấy nè. Rồi. Này là nếu mà nguyên da khoan để yên để chụp tấp. Nếu vậy là giống cánh đai bàn ha. Nhưng mà nếu mà quay nguyên á thì nó giống cái đuôi người cá. Đuôi người cá này. Ừ. Người cá ơi. Bây giờ tôi nghĩ bây giờ mà nằm dài đây nè, cái sông bà giấu hai cái chân đằng sau là giống như là người cá đang nằm. Là sao? Người cá đang nằm trên thảm cỏ. Đây nè, cái đuôi. Biết ngầm kiểu người cá không? Không. Ừ. Là nằm dài ra đây nè, cái xong rồi á, là hai cái chân ngoắt vô cái chậu á, cái xong giấu hai chân đi để cho giống như là đưa lên cái đuôi cá vậy đó. Nằm thế cá mồi thì có. Cá mồi hả? Nằm sắp lớp. Ok, thôi bye bye mọi người. Bữa nào mình rảnh thì mình quay cho mọi người ngắm chơi ha, còn mình nói vui thôi ha. Mọi người đừng giận mình nha. Bye bye.